chào tất cả mọi người. Bữa nay mình làm món cá rô chiên xù ăn kèm với con sống chấm ame những ngày mưa. Chỗ mọi người không biết sao, chỗ mình ngày nào có mưa, chắc là do ảnh hưởng bão. Đây là mình cũng có được một mớ cá rô. Cá rô này thì mình cũng gọng được mấy bữa. Cá rô nhỏ nhỏ như thế này á, mình chiên ăn rất là ngon, giòn. Tội cá rô nhỏ như thế này á là mình không có làm, mình để nguyên con, ngâm muối rồi rửa cho sạch, để nó cho gáo nước chút xíu mình đem đi chiên. Ăn món này á là phải có rau sống ăn kèm nó mới ngon, đặc biệt nữa là chán nước mắm. Mình thường ăn nhất là mắm me, vì loại nước mắm này chua chua mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Cá mình để cho gáo nước xong rồi mình đem chiên nó sẽ không bị dăng. Cá mình chiên như thế này mình có thể ăn luôn xương của nó, vì cá này nhỏ xương rất là mềm, mình chiên giòn thì ăn nó rất là tuyệt vời. Chào tất cả mọi người, cá rô chiên xù mình cũng đã xong nha. Ăn kèm với rau này, mình chấm với mắm me nè. Mời tất cả mọi người ăn cơm với mình nha. Đây là cá rô con nhỏ đó, mình chiên giòn chiên xù luôn. Cá này á là mình cũng gọng 2-3 ngày rồi, cho nó sạch ruột á. Cặp với rau sống rồi. Sầu đông nè. Bỏ 2 cá rô vô luôn. Cuốn lại. Rất tuyệt vời luôn. Cái loại cá rô còn nhỏ vậy mình chiên xù nó chiên giòn nó như thế này nè, mình ăn là không còn xương, mình nhai cái gấp là giòn. Làm với rau ăn tuyệt vời. Rau sống nè, chấm mắm me, nhấp cho nó. Cuốn gì nó đã. Đậu bắp ăn sống rất là ngon. Sò đậu thì nó đắng đắng, ăn hồi nó cảm giác là có cái hậu ngọt rất là ngon.